Con kia, mày trả tao tiền ngay đi. Trả đi. Đấy nhá, bà con làng xóm xem con đứa cháu nào mà trời tru đất diệt lừa đảo tiền bạc của cải của chú thím nó không hả? Ôi giời ơi là rồi. Thím nói thì vẫn còn là bé đấy. Thím phải hét to nữa lên cho cả làng cả xã ta nghe thấy. À, mẹ còn tách cả thím này à? Đấy là nước xem nhá, nó còn tách cả chú thím nó đây. Hét thế vẫn còn bé, hét to nữa vào. Cái đồ gái già già mồm, đồ gái già hết đát, ra vành ra vẻ, ăn chơi đủ đợt trên mồ hôi nước mắt của chú thím. Ông nói cái gì đi chứ? Ông nói cái gì đi? Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào mẹ để như thế mẹ ơi. Gia đình con cặp đất mãn rồi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào. Trời ơi là rồi, sao lại làm đến thế này? Hay ho gì cái chuyện vạch áo cho người xem lưng khớp. Đấy mẹ xem, nó lừa đảo tiền bạc như của vợ chồng con. Bây giờ mẹ bảo nó trả nhà con đi. Mẹ trả cho tao tiền đi. Cháu không trả đấy. Chú thím có làm kiểu gì chăng nữa thì cháu không trả tiền đâu. Bà vào nhà đi. Lão, trả tiền đi. Nó lừa đảo. Trả đi. Không có làm trả tiền đâu. Trả tao tiền đi. Trả tiền đâu. Trả tao tiền đi. Mày không trả mày chết tao. Bà ngồi đây, để con ra. Ôi mà, bà xin mày, một sự nhịn là chín sự lành. Người một nhà mà thế này với nhau đã là nhục lắm rồi. Bà mày đang muốn chết đi cho xong đây này. Trả đi, trả tiền đi. Trả đi. Trả đi, trả tao tiền. Nhanh đi. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Cô lừa đảo. Trả tiền đi. Mọi người ơi, bà, nó đóng cửa rồi, gọi mái khản cổ nó không mở cửa đâu. Các bà toàn là đàn bà và phụ nữ đứng đây đòi tiếp đi. Tôi đi về đây. Bà lại về thế nào? Ông là đàn ông phải ở lại chứ, chiến đấu tới cùng. Phương án 2, qua, chuẩn bị triển khai. Đây mẹ, mẹ cầm cái túi. Mọi người ơi, mọi người cầm cái túi cháu đưa chưa? Này, mọi người, nghe hiệu lệnh của tôi khi nào hô bắt đầu nhớ chưa? Nào, ném. Tôi muốn về nhà. Cho tôi về nhà. Ôi dồi ôi, nhỏ mồm thôi. Bà cô chốt trong rồi, ngãnh ngãng không ai mà gọi được. Tôi có phải là người xấu không? Tôi lừa đảo à? Tôi vừa đạo đức đúng không? Tôi cũng giống như đám người kia đúng không? Đi ngủ, nói nhiều. Anh có thương tôi không? Có ai thương tôi không? Dù chỉ một tí thôi. Bực cả mình. Tiền sư cái lão đồng đấy chứ. Bẩn hết cả người con rồi này. Rồi mấy hôm nữa con sang con cho lão biết tay nhá. Ngu gì mà dây vào cái thằng cục tính nhất làng. Nó xiên cho một cái thì bỏ mẹ. Mẹ, mẹ xem làm cách nào đi. Cứ như này nhà mình bị chết đuối trước khi đòi được tiền đấy. Này, mấy thằng bạn lông bông của mày còn ở nhà không? Còn à? Có mà đầy. Gọi chúng nó đến đây cho tao.